Có chuyện gì nữa đúng không? Sao chị không ở nhà bên kia đi? Chị thì lo đấu tranh cứu mẹ, còn em thì ăn chơi trác táng. Em coi cái nhà này như là một bãi rác vậy đó. Em có thấy xấu hổ không hả? Thì tại em buồn, em chán, bế tắc. Bế tắc? Bế tắc thì em phải tìm ra lối thoát chứ. Em coi em kìa, em buông xuôi rồi hả? Chị mới gây lộn với ông Việt đúng không? Xách đồ qua đây chi vậy? Giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly rồi. Chị đã quyết định tuyên chiến, một mất một còn với hắn. Cái gì? Là sao? Hắn đã tìm cách để đuổi chú Hậu vì hắn nghi ngờ chú Hậu là tai mắt của mình. Quá đáng thiệt chứ. Được rồi, đợi ngày mẹ ra tù á, ba mẹ con mình đối đầu với hắn. Bây giờ chỉ mong là mẹ có thể thoát tội thôi. Đấu với anh Việt không phải là chuyện dễ, vì bây giờ gia sản của mình đã tiêu tan gần hết rồi. Chị quên là mình vẫn còn số tài sản thừa hưởng từ di chúc của ba hả? Để cứu được mẹ, hắn đã ép chị không được thừa hưởng số tài sản đó. Cái gì? Trời đất ơi, chị điên hả chị Vi? Chị biết bao nhiêu tiền trong đó không? Sao chị để hắn dồn mình vô trong tường vậy? Chứ bây giờ phải làm sao? Em muốn nhìn mẹ chết hả? Bây giờ mẹ và tiền, em chọn bên nào? Thì tất nhiên là mẹ. Nhưng mà lỡ hắn lật lọng thì sao? Thỏa thuận đó chỉ có giá trị khi mà mẹ được thả thôi. Còn không á, chị sẽ thương ngược lại, thì di sản này sẽ đóng băng ngay lập tức. Trời đất ơi là trời, đóng băng? Chị nghĩ làm sao mà đóng băng? Hắn vẫn còn tiền trong tay, còn mình thì trắng tay. Vũ à, nhưng mà bây giờ chị đâu có biết phải làm sao nữa đâu em à. Chị biết là hắn đang tìm mọi cách để bịt đường đấu tranh của mình, nhưng mà trước mắt mình phải ưu tiên cứu mẹ trước, rồi mình tính tiếp. Dù gì thì mình vẫn còn giữ những mối quan hệ cũ của ba. Nếu như mà mình không có vốn thì mình có thể nhờ họ giúp đỡ. Nếu như mẹ muốn bắt tay vào chặn đường trong gai trước mắt, thì em phải dẹp ngay cái đám bạn đầu đường xó chợ của em đi. Nếu như em không muốn thất bại từ lúc khởi đầu, em có hiểu không vậy? Được, em hứa với chị. Anh Hoàng. Triều. Mọi chuyện tốt hả? Em đã quăng miếng mồi, hy vọng sẽ sớm tóm được con cá lớn. Trước khi mất, chị chưa có tiết lộ cho tôi biết Ngọc Lát đã từng gọi báo cho một ai đó. Vậy rõ ràng Ngọc Lát chỉ là một tên sát thủ giết thuê thôi. Cậu nói rõ hơn được không? Không rõ ràng là hắn đã báo cáo cho ai, chỉ biết đó là một người đàn ông thôi. Là một người đàn ông? Phải. Hắn gọi điện nói là mọi chuyện đã xong, ông cứ yên tâm. Quái đản thiệt. Không phải là bà Mai sao? Nếu bà Mai là thủ phạm thì có lẽ tên đó là đồng bọn của bà ta. Đây là manh mối mà cậu khẳng định với tòa? Phải. Nếu không thể khai thác thông tin từ Ngọc Lát thì cũng rất là mơ hồ, rất khó để xác định người đàn ông Ngọc Lát nói là ai. Khó mà không khó. Tôi chưa hiểu ý cậu lắm. Càng ngày trí nhớ của tôi càng hồi phục tốt hơn. Chỉ cần tiếp cận sâu vô các chi tiết của vụ án, tôi tin là tôi sẽ nhớ được những manh mối quan trọng mà chị Vân đã từng nói cho tôi nghe. Tôi hiểu, nhưng mà liệu nó có giá trị với công an hay không? Sao lại không chứ? Chỉ cần họ điều tra theo hướng lời khai của tôi thì sẽ biết rõ ràng là có cơ sở hay không thôi. Tất cả bây giờ chỉ còn trông cậy vào cậu thôi. Tới giờ tôi vẫn cho rằng 90% bà Mai là kẻ chủ mưu. Nhưng nếu giả dụ tối nay hay là một vài bữa nữa trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một cái tên khác, thì lúc đó anh sẽ nghĩ sao? Nghĩ sao hả? Tôi sẽ coi cậu như ân nhân của mình. Bởi nhờ cậu á mà tôi không đổ oan cho bà dì ghẻ của mình.
Nếu Diệt biết em bịa ra chuyện này thì sao? Thì có sao đâu. Qua việc này, em thấy bước đầu Diệt có vẻ không dính vào vụ án. Sao mà em biết? Mấy bữa nay có một ông giả mạo làm người quen để gạ gẫm lấy thông tin của em. Cuối cùng thì em mới biết ông ta trước đây là lính của bà Mai. Có lẽ chị em Vi đã nhờ ông ta. Đó là ai? Ủa sao trễ mà chưa về vậy chú Hậu? Tôi đang chờ ngài chủ tịch. Dạ. Cẩn thận nhanh, cẩn thận. Từ từ, từ từ. Để xuống. Nhà tay thôi Hậu. Dạ. Lên nè. Lên anh. Rồi, rồi cho xuống nha. Thôi nè mọi người, chỉ tay xíu, uống miếng nước đi. Dạ. Nhìn chú Hậu kìa, mồ hôi mồ kê gì á mà quá trời à. Tôi á là tôi không có sợ khẩu đâu, chỉ sợ anh Công anh ngán thôi à. Tôi cũng đâu phải là dạng công tứ bột. Cơ sở của mình còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng mà hy vọng từ từ khám khá hơn. Anh yên tâm đi, khách hàng của ông chủ cũ có bao nhiêu á là ai á, tôi sẽ tìm đến họ gặp để mà mình bắt mối. Tất cả là nhờ cậy vào chú hết đó nha. Thôi tôi ra khiêng cái bàn gỗ vô nữa. Cái thằng này nó cũng ghê lắm, chứ không phải dạng vừa đâu. Nó cũng té nước theo mưa đó. Cứ để nó tiếp tục công việc cũ, một thời gian nữa công việc tạm lắng, lúc đó mình hất cẳng nó xong. Cái tôi lo nhất là không biết nó đã biết được chuyện gì hay chưa kìa. Bởi vậy trước mắt cứ lo o bế thăm dò nó. Nếu cảm thấy nguy hiểm cứ cắt tỉa đâu đi để đoạn tuyệt quá khứ. Mà con, cái con nhỏ đó sao rồi? Sao bà không khử nó luôn đi? Thôi mà anh, mình đã đối xử với cha mẹ nó như vậy rồi. Đầu xanh vô tội mà, nó có biết gì đâu. Mà em tính như vậy, em định đặt tên nó là Vi, cùng dần với tên Việt, con của anh thấy sao? Sao cũng được. Chủ tịch. Ủa, chú Hậu, sao giờ này chú còn ở đây? Tôi đang đợi cậu. Tôi xin lỗi nha, lẽ ra chú xứng đáng ở lại công ty. Đó là một đặc ân sao? Không, tôi là người rạch ròi phân minh lắm. Vinh Phúc có công rất lớn của chú, nhưng mà trong tình thế bây giờ, tôi buộc phải cho chú tạm nghỉ một thời gian để tránh điều tiếng. Cái mà cậu gọi là điều tiếng, thật ra chỉ biến tôi thành một con chốt thí thôi, đúng không? Chú đừng tỏ ra cay đắng như vậy nữa. Chú thừa biết nếu thằng Triều mà nó nghi ngờ thì mục đích của tôi sẽ lập tức phá sản. Vì vậy chú không phải chốt thí, cũng không phải là dược tế thần, mà là một sự tự nguyện ra đi. Điều này tôi sẽ không quên đâu. Tôi gọi chú. Tôi sẽ cố gắng coi đây là thành tâm của cậu. Hy vọng cậu không thuộc loại người được gọi là lẻo mép. Tôi biết trước sau gì ngày hôm nay cũng tới. Tôi chấp nhận làm miếng chanh để cậu bỏ vỏ. Không phải vì cậu, chắc chắn không phải vì cậu. Vậy thì cứ coi là vì ba tôi đi. Chú đã nợ ba tôi quá nhiều rồi. Ngược lại thì đúng hơn. Nè,
chú giải thích cho tôi nghe lọt tai hơn đi. Ngược lại là sao? Chú đã hưởng bao nhiêu bổng lộc từ ba tôi kia mà, bây giờ muốn trở quẻ phạm phúc à? Hay là chú đã trót làm tay sai cho bà mấy? Tất cả những cáo buộc của cậu giờ đây đều là vô nghĩa. Điều duy nhất tôi có thể nói, tôi ra đi trong thanh thản là bởi vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nghĩa vụ công với ai? Với ai á thì cậu phải tự tìm hiểu đi. Nhưng nó sẽ không khiến dòng máu của cậu được thanh tẩy hơn đâu. Lão già này đang nói nhảm cái gì vậy? Hay là ông ta già lắm cầm bức chứ? Tối nay độ lớn không? Cũng vừa vừa à. Lúc dài chèo quăng lưới rác quá nên không có thằng nào dám chơi lúc cán chân. Mày đi đua xe vậy rồi gia đình không biết hả? Biết thì sao? Không biết thì sao? Có ai đâu mà quan tâm. Ba mẹ mày đâu? Ê, bộ ông là nhà báo sao ông điều tra hỏi kỹ dữ vậy? Mày điên hả? Làm gì có. Thằng chủ anh em quan tâm tao hỏi vậy thôi. Nè, tôi nói trước nha, muốn đi chung với tôi thì bớt nhiều chuyện giùm cái đi. Chỉ cần biết bỏ tiền ra chung độ thôi, hiểu chưa? Ok. Đang sao? Ok hết rồi chú mày. Ok. Anh coi nè. Ngon lành không? Được á. Tối nay đua ở đây nè. Tối nay xuống xe không mày? Mày điên hả? Xe tao trái 65, còn xe tụi nó trái 72 không. Ông kêu tôi bắn ngang xế hả? Bắn xuống âm phủ còn dễ hơn. Dù trái nó lớn hơn mày, nhưng mà tại mày cứ hơn nó, mày liều mạng hơn nó, quất đi, kẹo bảo ngon luôn. Thì không á. Ừ, nghe lời tao. Để xíu đi, tôi hỏi ý ông anh cái, rồi tôi trả lời cấp kèo sau. Hỏi đi. Ai vậy? Hai mày chơi không? Chơi chơi. Ok. Cả này á, chuyên cấp kèo cho các xế. Thường thì có 3 tay đua trở lên là cáp được rồi. Nhưng mà đổ không dưới 30 chai. Hồi nãy hắn nói trái 65 hay 72 là sao? Là tăng trái hay còn gọi là sổ bít tông. Làm cho công suất nó mạnh lên. Bít tông có diện tích càng lớn, gia tốc càng mạnh, chạy càng bốc. À. Rồi giờ sao? Chơi bao nhiêu? Nếu mà chơi xuống sáng 100 chai á thì đấu tài đôi hay là theo kèo? Chắc không biết đâu. Theo kèo có nghĩa là theo mấy thằng trả cáp kèo rồi xế theo. Mới lần đầu chơi thôi, nhẹ nhàng chút, 5-7 triệu thôi được không? Được. Ông chơi mình ông đi, tôi về tôi ngủ cho khỏe. Ê nè, làm gì nóng dữ vậy? Mai mốt đừng có kêu tôi nữa nha. Có gì từ từ nói. Nè. Biết. Chạy theo. Ê, biết chạy xe không mày? Hả? Hả? Mày muốn gì? Tao muốn lấy thẻo của mày. Nợ nần của tao với thằng em của mày giải quyết xong khoảng hết rồi. Mày làm nó đuôi một phát. Mày nghĩ 1 tỷ là đủ hả mày? À.
ông già ta đưa tiền cho mày thì mày gặp ổng nói chuyện đi. Ông sắp lên dĩa rồi, nói gì hả mày? Mày có tên tôi hút tụi mày về không? Mày lại mày của mày chạy chạy luôn. Mày sao rồi? Anh lo hình sự hả? Hình sự con mắt của mày. Tao mà là hình sự, tao để cho hai thằng đó chạy dễ vậy hả? Vậy cái thẻ đồ giả làm để phòng rắc rối thôi. Thì con, hai thằng đó nó ngu nó mới tin. Mày cũng ngu giống nó hả? Tào lao. Nếu tao là hình sự, ông Út có giới thiệu tao cho mày không? Làm gì chố mắt nhìn ân nhân mày dữ vậy? Thôi đi về, tao bù 30 chai cho mày. Thôi không hứng, về ngủ. Ê à, ấy dạ. Dân chơi chưa đi bảo mà đồ về ngủ. Không sợ tụi nó coi mày không ra gì à? Vậy giờ ship muốn sao? Đi làm với tao vài ve đi, biết nhậu đó. Giỡn hoài. Ông anh thích thì tôi cưa ông tới sáng luôn. Vậy thì đi, chạy xe nổi không? Để tôi chạy cho. Vô. Anh nói chú em mày biết, anh sẽ đầu tư tới cho chú em mày luôn, biến mày thành một tay lái lụa. Ok, nhớ nha. Tôi là thiên tài đua xe bẩm sinh. Nhìn mày là tao biết rồi, nên tao mới mạnh dạn đầu tư như vậy. Mày yên tâm đi, anh nói là sẽ làm. Tao quên nữa, cái băng đánh mày là băng nào vậy? Là mình ghẻ. Thằng chó đó, ông già tôi mà không dính đến tù tội, có cho vàng nó cũng không dám lật lọng. Ông già mày bốc lịch chưa? Ổng hả? Ổng bốc lịch sắp xong là bốc bộ ông luôn. Mày nói nhảm gì vậy? Tôi nói thiệt, ổng dính đến vụ trọng án nên tử hình rồi. Hả? Tử hình hả? Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Là sao? Thôi mệt quá, bỏ chuyện đó qua đi, nói chuyện khác. Vô. Anh làm nghề gì vậy? Cho dài. Nhưng mà sau này không biết sao, công an nó dí quá, tính đổi nghề đây. Vậy sao không biết mình ghẻ? Nó là dân hút máu nổi tiếng ở đây á. Vậy cũng là giật chơi. Mỗi thằng nắm một địa bàn, tao địa bàn này, nó địa bàn khác, sao biết nhau? Ủa, mà mày ân quán với nó làm sao mà ra nông nổi này vậy? Nó có thằng em đua xe với tôi. Thằng đó chơi điểu, ép xe tôi, mà thằng này cao cơ hơn, quất ngược lại, nó bay vô cục đèn. Không có bị chấn thương sọ não, mà con mắt hư hết một con. Rồi sao nữa? Rồi trốn chứ sao. Anh em nhà nó là dân có máu khét tiếng ở đây. Vậy rồi ông già mày can thiệp vô? Tôi cũng biết sao mà không biết chuyện này. Vì ổng bỏ mẹ con tôi đi lâu lắm rồi. Rồi sao đó?
sau đó bà già tôi kêu tôi về, rồi tụi nó không săn tôi nữa. Vì ông già tôi đưa số tiền cho Minh ghẻ bồi thường rồi. Cô biết bao nhiêu không? Bao nhiêu tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tôi thoát nạn là mọi người. Tôi cũng chả nhớ ơn gì ông già. Không muốn nói ngược lại là tôi còn hận ổng. Nếu ổng không lang bạc giang hồ, bỏ mẹ con tôi, thì bây giờ tôi đâu có thân tàn ma dại vậy. Chuyện này xảy ra đâu chưa? Chuyện gì? Thì thời điểm ông già mày trả tiền chuộc cho mày đó. Lúc tôi vừa về chừng nửa năm trước. Mở cửa. Ai đó? Cái gì vậy Triệu? Mày làm gì mà sai xỉn dữ vậy? Nhìn cái hình tượng này y chang cái hình ảnh của tao trước kia. Bắt chước cái gì không bắt chước? Bắt chước ba cái thói hư tật xấu không à? Anh im đi. Anh biết gì mà anh nói hả? Thì mày không nói sao tao biết? Anh là cái gì mà tôi phải báo cáo cho anh biết? Không phải chính anh là đầu dây mối nhợ dẫn tới cái bi kịch của cái gia đình này.